Ngày 13 tháng 5, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon thông báo đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria, ông Lakhdar Brahimi, sẽ từ chức từ ngày 31 tháng 5 tới. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với ông Brahimi, Tổng thư ký Ban Ki-moon đã đánh giá cao những nỗ lực của nhà ngoại giao người Algeria trong quá trình kêu gọi các bên tại Syria chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài hàng chục tháng qua. Về phần mình, ông Brahimi cũng đã chia sẻ những suy nghĩ của mình về quãng thời gian gần 2 năm đảm nhận cương vị đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria. Tôi cảm thấy buồn khi rời cương vị này, trong khi cuộc nội chiến tại Syria vẫn chưa chấm dứt. Tuy nhiên, tôi tin chắc rằng hòa bình sẽ được lập lại tại quốc gia Trung Đông này. Song câu hỏi đặt ra là sẽ bao nhiêu người thiệt mạng và cuộc nội chiến sẽ phá hủy đất nước Syria tới đâu? Trong quãng thời gian đảm nhận cương vị đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria, ông Brahimi đã để lại dấu ấn khi tổ chức được hai vòng đàm phán ở Geneva giữa chính phủ Syria và phe đối lập, qua đó mở ra hy vọng về một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc nội chiến tại quốc gia Trung Đông. Hiện Liên Hợp Quốc đang có kế hoạch tìm kiếm người thay thế ông Brahimi. Các nguồn tin ngoại giao cho biết, trong số các ứng viên, đáng chú ý có cựu Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Kamel Mozane.